Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Thì và đi trong phiên ngày hôm nay thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy thì chúng ta cũng đã có chia sẻ với nhau ở trong video trước về những cái điều kiện cần và những cái điều kiện đủ để cho thị trường có thể đảo chiều được xu thế. Đúng không? Thì cái điều kiện cần á là cái phiên đẩy nền, là cái phiên tạo tiền đề. Thì trong cái phiên trước đó của thị trường thì nó cũng đã xuất hiện rồi. Thì chúng ta đang thiếu cái gì? Thiếu điều kiện đủ. Đúng không? Là cái phiên gì? Bùng nổ theo đà. Thì hôm nay có chưa? Có rồi anh chị ha và chúng ta cũng đã chờ đợi cái phiên này nó cũng khá là lâu rồi và trong quá khứ ở trong một số những cái lần trước thì anh chị cũng biết rằng cũng có một số lần và ni mình đánh những cái phiên mà có những cái biên độ tăng từ 20 cho tới 30 điểm đúng không người ta lâm tưởng ra là những cái phiên đó là những cái phiên bùng nổ thời đà thì trong các video trước anh chị nào mà theo dõi kênh youtube của em lâu á thì trong những cái lần trước thì em đặt ra bốn tiêu chí để được xem là một phiên bùng nổ thời đà thành công đúng không? Thì bây giờ chúng ta lấy bốn cái tiêu chí đó, chúng ta áp ngược lại vô cái phiên ngày hôm nay. Để coi ngày hôm nay có đúng thật sự là cái phiên bùng nổ thời đại hay không. Anh chị ha, thì đầu tiên, yếu tố thứ nhất là gì? Biên độ tăng. Đúng không? Hôm nay tăng bao nhiêu điểm? 34 điểm. Quyết liệt, đóng cửa gần cao nhất và cao nhất. Đúng không? Rất tốt. Rồi, điều kiện thứ hai là sự đồng đều hầu như 90% các dòng các mã cổ phiếu trong cái phiên ngày hôm nay đều tăng hết. Có, có. Được không? Đương nhiên là sẽ có 10% là nó sẽ không có tăng hoàn toàn. Đồng ý, nhưng 90% còn lại phải tăng. Có, có. Thứ ba, thanh khoản thị trường bùng nổ 16.000 tỷ, gấp đôi, trung bình những cái phiên tích lũy trước đó. Có, có. Chúng ta không tính phiên này nha. Tại vì sao? đã có chia sẻ ở trong các video gần đây rồi cái phiên này cái thanh khoản đến từ đâu Novaland và BDR chứ thật ra cái phiên đó có bao nhiêu có 10.000 tỷ thôi đúng không còn những cái phiên này là phiên gì phiên tạo đáy à, tạo đáy chúng ta không tính bùng nổ tê đà là sau quá trình tạo đáy cân bằng tích lũy phía trên và xác nhận bùng nổ thêm một lần nữa đúng không thì đương nhiên là cái vô nó đáy và cái vô ở cái phiên bùng nổ thay đà nó sẽ xem xem nhau đó là chuyện bình thường nhưng nó phải cao hơn trung bình những cái phiên tích lũy trước đó anh chị hình dung ha thì đó là ba yếu tố yếu tố cuối cùng là gì nó phải vượt qua những cái mốc cứu điểm quan trọng của thị trường ở trong thời điểm đó. Đúng không? Thì nó có vượt không? Có vượt. Tại vì sao vượt? Thì anh chị nhiều anh chị mình trong những cái video trước anh chị nói là ờ à, cái này nè, nó giống cái này nè. Rồi liệu nó có giống cái này không? Có Có. Đúng không? Liệu nó có gãy thêm lần nữa không? Liệu nó có test lại cái đấy thêm lần nữa không? Có không? Có. Đúng không? Nhưng trong những lần này cũng vậy. Nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần những cái lần này á mình kia nó đẹp nhưng mình có mua không không tại vì sao nó thiếu gì bùng nó thấy ra đúng không lần này không thành công là do không có bùng nổ lần này không thành công cũng do là không có bùng nổ thì lần này thành công không thành công tại vì sao nó có bùng nổ à anh chị ha đó nó khác nhau là khác nhau ở chỗ đó thì lần này là lần thành công của thị trường đúng không nhưng nếu anh chị chọn là cổ phiếu tốt thì bản chất ở nguyên cái phần này là có những con cổ phiếu nó không có bị gì hết đúng không đúng anh chị ha rồi thì nhìn chung á thì đây xét bốn yếu tố thì đây thật sự là một phiên bùng nổ thay đà đúng nghĩa anh chị ha thì nó sẽ mở ra rất nhiều những cái cơ hội cho anh chị mình ở phía sau có thể nó đi lên vài phiên nó sẽ chỉnh tiếp không quan trọng nó tái tích lũy phía trên gì đó nhưng khi có bùng nổ thay đà thì cái quá trình mà tăng chỉnh tăng chỉnh tăng chỉnh hoặc là sai quay tích lũy ở phía trên đó chính là những cái nền tảng để cho cổ phiếu hay là thị trường nó có những cái đà và nó đi lên tiếp còn nó đi lên tới đâu nó đi lên như thế nào thì phải tùy cái quá trình vận động của nó ở những cái vùng cao hơn chứ chúng ta cũng không có đánh giá quá sớm à chứ không phải là bùng nó heo đà là nó sẽ chạy chữ v lên hoặc là bùng nó heo đà nó sẽ đi lên một vài cây xong rồi nó lại chết tùy theo ví dụ lên hay tích lũy thì nó sẽ đi tiếp tích lũy nó sẽ đi tiếp chỉnh đẹp khối lượng thấp nó sẽ đi tiếp đúng không bọn nó kéo thóc lên nhưng mà cái trường hợp mà nếu như thị trường nó kéo thóc lên sau bùng nó heo đà thì về sau nó sẽ có một pha gãy cực mạnh trước khi nó đi muốn đi lên lại thêm một lần nữa đúng không lên sóc thì gãy sóc lên từ từ tích lũy thì nó sư bền bỉ hơn nhưng nó lâu hơn còn lên sóc thì nó nhanh nhưng cái giá phải trả về sau nó sẽ nhiều đúng không đó là gì quy luật thôi đúng không ăn nhanh thì phải hưởng hậu quả xấu nó lẹ còn ăn chậm ăn từ từ ăn non hoặc là bền bỉ lâu lắc tính kiên nhẫn cao thì về sau nó càng ngày nó càng bền và thị trường nó sẽ có những cái đà nó chạy xa hơn nữa nếu như nó chạy chậm ha nhưng mà thường á những cái đạn mà sau bùng nổ hơi đà thì một vài viên tới nó sẽ có những cái sự phô mô nhất định rồi từ từ nó mới chỉnh lại hoặc là sau đó nó sẽ hình thành những cái xu thế mới thì cái đó em chưa biết nhưng mà để coi như thế nào tùy theo vận động đó không quan trọng là cái cách chọn lọc của anh chị mình về cổ phiếu ha thì hôm nay á thực ra là nếu mà đã gọi là bùng nổ hơi đà thì như hồi nãy đã nói thì 90% con nào hôm nay chả tăng đúng không nếu mà hôm nay nói cổ phiếu tăng thì nó bị thừa quá tại vì về cơ bản thì có cái phiên này thì con nào nó cũng tăng cả đúng không thì bây giờ chúng ta sẽ nói gì sau cái cây tăng này thì nó sẽ vận động như thế nào à, để anh chị mình có theo quan sát có những con hiện tại thì nó đang không có điểm mua tại vì nó cao quá rồi nó tăng mạnh quá thì nó thốc lên luôn thì thường nó sẽ là những cái điểm chốt lại ngắn chứ không có điểm mua nhưng có những con nó bùng lên nó yếu hơn những con khác nó gặp ngay kháng cự thì nó sẽ là những cái cơ hội những cái con tóc hai những con tóc một là bữa giờ nó tăng rồi cho nên những con nó đừng mua nữa nha yeah. còn những con tóc hai thì khi những con top 1 nó điều chỉnh thì những con top 2 nó sẽ lên nó lung phiên nhau luân phiên nhau một thị trường muốn lên bền vững thì nó phải có sự, sự lung phiên à, và đặc biệt nhất nó phải tập trung vào những cái dòng lớn thì thị trường nó mới kéo dễ được còn nếu như nó cứ lát đác lát đác ở ngoài hay là nó kéo mấy con lóc cốc liên kèn tàu lao ở ngoài là thị trường nó là thị trường yếu ha à, có nghĩa là nó chỉ đầu cơ trong ngắn hạn một tí xíu thôi xong rồi nó sẽ chết lại tại vì nó không có cái dòng dẫn dắt nó không có cái dòng trụ cột và cái dòng tiền nó không đi vào đúng chỗ anh à, chị ha tại vì những cái con đầu cơ á cho dù mà nó có chừng mười mấy hai chục cây đi cái tiền của nó có bao nhiêu đâu có nghĩa là bản chất cá mập nó không có đánh mà một thị trường không có cá mập giống như rừng mà không có vua vậy đó giống như ở lộn bút gia mà không có uh, vua mà rừng mà không có chủ vậy đó nó vô nghĩa lắm tại vì dòng tiền lớn nó không vô anh à, chị hai dòng tiền lớn dù sao đồng ý nó đều đụng nó lái đồ này kia nhưng phải có nó thì thị trường này nó mới được điều tiết Chị chị ăn cơm là không được ăn trước kẽn Đúng rồi, lụm hàng ở đáy cũng vậy Phải cho tổ chức lụm trước Từ từ, anh chị nào tôi ăn sao Đừng có cho cháu đá xe Đừng có tham mà ăn chung với nó Ăn chung với nó là nó rủ Đúng không? Tụi nó vô là chỉ có tao vô thôi Mấy ông đứng đứng ngoài đợi đi Từ từ, tôi cho ăn sao Ăn non, ăn vừa vừa thôi Phải cho thằng gầm cán nó lên trước Đúng không? Đó là quy tắc vận hành của thị trường Và trong cuộc sống thì nó cũng vậy thôi đúng không hàng nào to hàng đó ăn trước cái đà thì mấy nhỏ mới tới nơi hình dung chưa à, thì bây giờ có cái cây này rồi thì sao thì bây giờ thị trường sẽ nhìn sơ qua về cổ phiếu ha thì con có nó vận hành như thế nào và có thể là một vài viên sau thì nó sẽ vận động ra sao một số con nó lên cao quá thì có thể nó sẽ chỉnh nha à, không phải là cứ bùng nổ theo đà là sẽ chậm, 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 chậm có đâu bình tĩnh không đau không đao đừng có hưng phấn như vậy quá bình tĩnh nó bùng nổ theo đà là đúng nhưng nó sẽ căng lên và nó sẽ điều chỉnh nó tăng nó phải có những cái sự hạ gì chứ không phải là nó cứ bù bù, bù lên vậy. Không có nha. Rồi bình tĩnh nha. Rồi, đầu tiên á, chúng ta nhìn vào dòng ngân hàng là cái dòng dẫn dắt từ trong suốt khoảng thời gian vừa qua đi. Đầu tiên là nhìn vô con CTG này. Đúng không? Những cái cổ phiếu top 1 mình đã lọc ra cho anh chị mình BI nè, CT nè, Liên Việt nè. Đúng không? Những cái con top đầu thì à chắc chắn nó sẽ chạy nhanh nhất đây. Đúng chưa? Nổ lên vượt hết tất cả những cái vùng cản này và nó sẽ hướng tới những cái vùng ở phía trên này đúng không nhưng mà anh, anh chị thấy không nó đánh có hai cây nó lên kháng cự luôn và ngày mai nó tăng lên tí xíu nữa chạm đây rồi đúng chưa à, thì nói chung nó đạt target rất sớm và cái xung lực của nó rất mạnh mẽ đấy thì nói chung lên được tới đây thì lên tới đây cái đã rồi tính gì tính tiếp nhưng mà lên trên lực lượng trên này là không còn điểm mua nữa nha tất cả mọi điểm mua của CDG hiện tại là hết nha giờ nó kéo tiếp như thế nào đấy thì những phiên sau anh chị canh chốt lại thôi chứ cũng không có điểm mua đâu em mua cây này Em mua nữa cây này em mua khoảng 25.2 25.25 ha quanh quanh đây nè đó nửa cái cây này là em mua nè đạt chính xác là cái điểm này nè đó thì nói chung là nó kéo được chắc cũng được 10 nó <laughs> nhanh không anh à, thấy khi mà tối ưu hóa điểm mua tự nhiên cái mở mắt ra đóng mắt vô cái mai mở mắt dậy cái tự nhiên 10 phần liền kéo nhanh không rất nhanh là dòng tiền nó vào này dòng tiền xác nhận điểm buy vô tích lũy này em mua có cái gì gọi là tối tân không? nè tích lũy này cung này, khối lượng tích cung vào này. đúng không mà do thị trường á, sợ là nó bị buôn cháp thì mình phải chờ nó đánh thẳng lên để mình mua trẻ hơn một tí xíu đúng không nếu đúng á, thì mình sẽ mua cây này nó sẽ đẹp hơn đúng không nhưng mà em chờ lên lên đây xíu em mua nó trẻ hay xíu nhưng cái quan trọng là gì là cái dòng tiền nó mới vào thật sự trong cái phiên này nè đó thì những phiên sau nó lên trên đây thì đương nhiên nó sẽ có áp lực chốt lãi gì đó tùy thì mình sẽ đánh giá mình sẽ chặn lãi hay là sao đấy thì trong các phiên sau mình tính tiếp anh chị ha thì nó là như vậy nha tại sao mình mua đúng không tại sao mình bán vậy thôi ha rồi đó là ctg ha đầu tiên là bid nè tiếp theo nè vì thế tại sao bid á nguyên trong ngân hàng xanh con mình nó đỏ không? tại vì sao tại vì nó là con dẫn dắt khi chưa ai tăng là nó đã tăng rồi con này là con tăng đầu tiên ở phiên này em có cho em có tặng cho anh chị mình nó ra ngoài một cái phiên một cái điểm mua rất là đẹp ở đây không đúng không thì nó kéo là một hai ba bốn quá đẹp đây còn gì nữa gặp kháng cự chưa kháng cự rồi nó y chang con ctg thôi đúng không ctg là nó chưa tới chứ con này nó tới rồi nè ctg hiện tại nó giống cái phiên này của nó nè đúng không ctg nó, nó chậm hơn con bi một cây thì nó hiện tại đang nằm đây nè đây là ctg nè ngày mai có thể nó sẽ như này nè đó thì lên tới đây là bi đúng không nó chỉnh nó bình thường anh à chị ha thì con này á cái câu hỏi được đặt ra là gì câu này ở cái con này ở trong room cộng đồng á, thì trong room hỗ trợ nhà đầu tư ở vùng đáy đó, thì em có cho chị mua nhưng mà em cho cho bán bớt ba phần trăm là một phần ba đấy phần còn lại anh chị cứ tự chủ động lợi nhuận à em không có tư vấn chốt lãi thêm tại vì đơn giản là nó nó đạt ta ghét luôn rồi <laughs> nó kéo hai ngày đạt đụng luôn ta ghét quá ngon rồi thì bây giờ mình không có bán nữa À, thì anh chị cứ chặn thôi. Ví dụ như hôm nay anh chị thấy cái anh chị cứ chặn 39 đi đúng không? Lũng 39 thì bán lũng thôi. Kiểu kiểu như thế ha. Cứ cầm thôi ha. Thì bây giờ nó sẽ có một cái điểm cover cho anh chị mình. Cover dành cho người nào thứ nhất ai lỡ bán hết rồi thì cover. Thứ hai là ai muốn cover lại gia tăng cái lượng tỷ trọng mình lên với giá thấp thì anh chị mình sẽ mua những cái điểm nào. Đầu tiên, đây là mẫu hình gì? Cốc có tay. Đúng không? Anh chị phải nhìn ra được. Đây là cốc có tay. Đúng chưa? Thì nó sẽ có một cái quai cầm ở phía sau như thế này anh chị muốn mua thì anh chị mua đằng sau này còn nếu giả sử nó kéo luôn sao thì thôi kéo luôn thì không có điểm mua nhưng nếu như nó tạo ra một cái quai cầm ở phía sau này thì anh chị mình có thể cover lại có nghĩa là ai bán ở quanh đây nè thì có thể canh mua lại ở dưới này anh chị nào mà lỡ bắt ở dưới này mà lên đây chốt non đi cứ cho là chốt non đi thật ra chốt lại thì chả giờ sai rồi nhưng mà cứ cho là chốt non đi thì có thể mua lại ở cái giá phía dưới này anh chị ha thì anh chị có thể canh lại cái mức giá khoảng tầm 38.5 à, từ 38 38.5 cho tới 3, 37 nói chung mà quanh cái biên độ hai giá như thế này là em nghĩ nó không xuống tới 37 đâu nghĩa nó chỉ quanh quanh đây thôi đúng không nó lên cao thì nó sẽ chỉnh chỉnh xuống đây tỷ à, cứ cho là 38 đi đó, đó chỉnh xuống tỷ đó nó hấp ngược lên lại thì mua nha cô vờ lại cái điểm này còn ai bán trên này rồi thì thôi thì xuống em mua lại còn nếu ai bán bớt rồi xuống đây gia tăng tỷ trọng nếu như nó đạt cái yếu đó. À, chị ha còn nếu như giả sử nó thủng sâu quá nhưng mà nó không tạo được cái điểm hướng lên thì chị bán hết vậy thôi đơn giản thì anh chị đang có lời mà đúng không chặn lãi là gì để kiểm soát được cái nỗi sợ và kiểm soát luôn cả cái lòng tham của mình đúng không mình chắc chắn là ok tôi chấp nhận tôi sẽ uh, bán không có được giá đỉnh nhưng mà tôi bán nó cũng gần đỉnh nó cũng tiềm tiệm cái nghe cái đỉnh đúng không tôi cũng không tiếc gì lắm đó à, cháu khỏe đúng không ví dụ như anh chị bán ở đây ngày mai nó kéo lên tiếp ui giờ bán này non Đúng không? Nhưng mà quy tắc trên thị trường là gì? Qua đỉnh mới biết đâu là đỉnh mà qua đại mới biết đâu là đại. Sao bán được đỉnh? Không ai dám nhận mình bán đỉnh hết. Đúng không? Bán ở đây ngày mai nó kéo tiếp thì đây đâu phải là đỉnh đâu. Đúng không? Anh chị rồi xong rồi rớt xuống đây anh chị bán ở đây mai nó hồi lên đáy. Ai biết được nó là đáy. Đúng không? Đáy nó phải có điều kiện khối lượng như thế nào đấy. Đúng không? Hình dung ha, thành ra bán đỉnh thì không dám nhận. Nhưng bán ở những cái giá chặn lại nó sẽ giúp cho anh chị mình bán được cái giá gần như là gần đỉnh nhất. Rồi là tối ưu nhất có thể nhá rồi bây giờ để điểm cover này lại đối với bi ha rồi acb là một con cũng là thuộc dạng tốt một nhưng mà cái này là điểm hướng lên tốt này nhưng mà thiếu gì thì dùng tiền con này ngày mai mua vẫn được đúng không từ hồi xưa đó em cứ canh cái mức giá 25 hoài đúng không? em canh rất là nhiều lần cái mức giá 25 ở trên này mà nó không bứt lên thật ra em không có mua được thì bây giờ nó về lại mức giá khoảng tầm 23 thì nó cũng tiệm cận nhưng mà nó tạo ra một cái vùng kháng cự mới ở đây thì nếu như con này mà nó vượt được mức giá 23 thêm một lần nữa với khối lượng cực đại giống như con CTG Thì anh chị mình mua cái cây này vẫn kịp, không sao hết Nha, tại con này lên chưa có nhiều đâu, yên tâm Chỉ là rớt xuống dưới đây khối lượng nó không có lớn, con này không có sự phân bối Con này chỉ là tái tích lũy lại và gom thêm hàng thôi ha à, Độ lái con này bản chất nó chưa có đánh Thì đối với những con như ACB á, thì chờ những cái điểm vượt 23 với khối lượng tiền vào khổng lồ Mua vẫn kịp, nha, rồi Tiếp theo là con liên về liên về thì thật ra nó cũng mạnh nhưng mà cái điểm em không thích ở nó thì thứ nhất nó hở gáp nhiều quá <laughs> em mua không được à, xưa giờ mình nói thật là mình chỉ mua những con tích lũy thôi chứ mình không có mua được mấy cái con mà dạng như tự nhiên mới sáng nó mở ai dám mua lỡ như thị trường nó yếu chiều nó quay đầu cái em mua hớ sao đúng không thì những con như vậy mình không có mua được à, ha mình không thể nào mua hết được thì nói chung những con như này nó hở gáp nhiều quá thì đồng ý nó cũng mạnh nhưng mà nó hơi lỏng lẻo về biên độ thành ra em thì em không mua được nhưng mà nếu anh chị nào mua được rồi thì cũng ok không sao cả anh chị nhớ chặn lãi cho em mức giá 11 nha rồi dạ được ok mua hàng kia thôi chứ không để bay bổng quá mua được mb đây là những cổ phiếu top 2 đúng không top 2 của dòng băng thì hiện tại thì nhìn chung là gì à, nó đẩy nền tốt nè đúng không nhưng mà nó gặp gì gặp kháng cự cứ từ từ mua vài phiên sau mua vẫn kịp ha, những con này bản chất nó bị yếu thế hơn so với những con tốt một đồng ý hôm nay bùng nổ theo đà thì nó cũng bùng nổ theo đúng không tại vì trong một phiên bùng nổ theo đà thì con yếu nó cũng thành mạnh mạnh thì mạnh hơn à, mỗi con rất là yếu mà nó còn tăng được mà thì đó mới gọi là một phiên bùng nổ theo đà tất cả không phân biệt mạnh yếu đều phải tăng trong phiên đó thì nó mới đúng là một phiên bùng nổ ha thành ra cái việc những con yếu hơn đi nó tăng trong phiên này rất bình thường đúng không nhưng cái phía sau nè thứ nhất dòng tiền chưa vào nhiều nè anh chị thấy dòng tiền nó hơi yếu không thứ hai nó đánh trần lên nhưng khối lượng không quá lớn và gặp ngay kháng cự thì những phiên sau kiểu gì nó cũng sẽ tích lũy lại đừng có mua vội từ từ nó sẽ có điểm mua sao ha rồi tiếp theo ví dụ như con MSOC À, hai này cũng đánh SHB, SHB cũng vậy, nó giống như con MB, nổ lên khối lượng tạm được nhưng nó vẫn còn cái một cái vùng cản dài ở đây thì một vài phiên soi mua vẫn được anh chị nhìn cái form mà giống con gì giống con stb ở cái đạn này nè nó rất giống con STB tb ở cái đạn này đây nè nó giống đây không y y không nè che lại đi y đúng không y đúng không nè đáy một nè đáy sau rất sâu nè hồi lên tiệm cận quanh đây nó rung rủ cái gì đó đây tí xíu rồi đánh tiếp không STB nè, nè. Y chang nè, rớt xuống nè, rớt thủng nè, lên nè. Nhích nhúc, nhích nhúc, nhích nhúc, nhúc nhúc nhích nè, đánh lên lại nè, thấy không? Ok không? Đó, đi. Đây, nhé. đây. Cái vận hành của SHB ở thời điểm hiện tại rất giống với con STB hồi xưa. Hiểu không? Rất là giống. Ha, à, nên cứ chờ thôi. Những con top 2 này từ từ cơ hội để sẽ tới sau nha. Rồi, STB thì như đã nói, STB thật ra nó cũng y chang như CTG thôi nó cũng là top 1 nhưng mà nó đánh nè rất là quyết liệt và nó đánh kéo atc mà trong phiên nó không đánh em á, là cứ sợ là gì nó không có vượt ở được cái vùng này nè nó cứ dập dịu ở đây em cho mua được bất công nó lại định sình ở đây thì nó, nó có nguy cơ mà nó lắp lại cái phần gáp dưới này nó là có thành ra em không có mua kịp mà nó kéo cứ nó vô atc là kéo vô atc là kéo không biết đường đâu mà lần thành ra con này là cái con rất là tiếc mà mình bỏ lỡ nó ha mình không có mua thêm kịp Ha, nhưng mà nói chung mua được bên kia cũng được là mua cũng không kịp hết nha nè đánh lên nè nhưng mà gặp gì gặp kháng cự từ từ những phía sau tích để lại nè vi băng nè nổ lên khối lượng chưa vào nhiều nhưng gặp kháng cự từ từ tích để lại những con này sẽ là những con top sau nó sẽ là những cái cơ hội phía sau cho anh chị mình nói như anh chị nó không mua được bi không mua được ctg không mua được những con top 1 thì chú ý những con top 2 ở trong một vài phiên tới nha rồi tiếp theo là dòng dầu khí đi châu khí thì hiện tại thì nó cũng kéo đều nè gác nè đúng không chỉnh rũ kéo ngược lên nói chung đó, đi một dòng trái đất thì đổi ra gì sai quay rồi Chỉ thật ra nó cũng chưa có xu hướng mới nha rồi BSR cũng vậy ha tích lũy lại BVS cũng tích lũy lại nè điểm hướng lên nè. kỳ vọng là phiên sau trước mắt nó sẽ đánh lên lại mức giá 22 mấy chứ cái đã. rồi những phiên sau đó, nếu như nó xác nhận bùng nổ tiếp thì anh chị mới gia tăng tại sao như anh chị hỏi có mua thêm con này hay không không mua tại vì sao quy tắc của mình là khi nào mình phải mua mình đã mua lúc nó hấp thụ kháng cự mua cao bán cao chứ mình mua sớm mất công nó chưa có lên đó, thì mình sẽ bị chậm nha rồi bâu nè bâu điểm mua ở đây đúng không 10.5 bây giờ bao nhiêu rồi 11.3 đúng không rất là tốt nè được kéo atc rất là ok trong phiên cũng đã kéo rồi kéo rất tốt đúng không đây là điểm gì phiên này phiên gì phiên mai chạy chạy ha rồi vậy thôi Tại vì cái vùng cản ở đây là nó vượt rồi nè em kỳ vọng ngày mai nó kéo thêm một cây nữa là ok Con này nó cứ đi lên từ từ thôi Không cần quá nhiều đâu Những con này là mẫu hình phong tạo ba đáy dưới đáy nè Tích lũy cân bằng nhiều đáy ở phía dưới nè ha Rất ok ha Kiệt cung nè đó Vậy thôi đó là những con à, BVD BVD em thấy cái con này nó kéo gần chân đầu tiên Là em thấy dòng dầu khí nó cũng đánh luôn Con này là con phản ứng đầu tiên nè Xong rồi những cái con phía sau này bắt đầu nó mới hưởng ứng theo nó kéo theo là gì đó không đi chen nhau không đó thì con này á mặc dù đây là một cái xu thế tạo ba đáy phía dưới khá tốt nhưng do cái vùng cản trên này nó cũng tương đối hơi dài có thể một vài phiên tới nó cũng sẽ tăng để nó tạo ra những cái động lực à, dành cho những con dòng dầu khí khác nhưng mà ở phía trên nó dài như vậy thì cái biên đồ lợi nhuận nó cũng không thật sự quá lớn thì con này em không có lựa chọn lắm nha nhưng mà nó làm nó làm cái đèn pha làm cái tín hiệu mà đi trước cái đầu xe cho mình và dọi đường cho mình chạy thì cũng được nha rồi nhà Vinh hôm nay cũng kéo đúng không hỗ trợ về chỉ số dòng tiền vào luôn rất tốt VRE nè mạnh vô đánh lên vùng này luôn quá đẹp à, và đầu bay và đầu bay ngược xuất sắc ha điểm mà điểm bay vốn luôn á điểm này là điểm mua được luôn nè lấy vị thế ok luôn á nhưng mà dù sao lên trên này nó sẽ tích lũy anh chị mua cho này vẫn được không sao hết tại hôm nay nó đánh như thế này thật ra mình cũng không có chở tay kịp con nào không tăng cái nhiều con quá <laughs> nó không có trở tay kịp thì những phía sau quay tan mình chỉ mua được những cái con nào mà mình nhìn được cái xu thế từ ban đầu thôi còn những con mà nó kéo thẳng cẳng như thế này thì những phiên sau thì mình nên chờ những phiên sau mua cũng được chứ không nhất thiết mình phải quá vội vàng nhé rồi tiếp theo là những con nhờ anh chị ha dòng nhỏ nó cũng kéo nhưng mà những con này hồi lên chị canh cơ cấu đi chứ em không có không có điểm mua điểm bán gì đối với cái con này đâu cái lượng cung người ta kẹp ở trên nhiều lắm anh chị nha nè rớt như thế này à, người ta kẹp hàng ở trên đây cả nhóc đây này hồi lên lượt lo mà xử lý đi nha đảo hàng qua những con kênh trên mà đánh nha nè rớt như thế này thật sự hồi lên đâu có ý nghĩa gì đâu nhưng mà cứ hồi lên tới người, người ta dễ bị bán lắm nha rồi chứng khoán trần hết luôn đúng mà trần hết luôn không có hôm nào là không trần hết khá đồng đều nha rồi vậy thôi nói chung em vẫn ưu tiên nhanh chị mình là con hcm thứ nhất nó đã chạm lại cái vùng kháng cự trước so với lại tất cả những con khác đúng không nó giữ được xu thế là một cái kênh giữa không bị gãy quá sâu trong suốt một quá trình điều chỉnh vừa qua thì con này sẽ là những cái con tiên phong để cho nó đánh lên ở giai đoạn phía sau rất tốt nha rồi SSI thì mặc dù là nó cũng hồi lên rất nhanh nó tạo ra một cái mẫu vai đầu vai ngược ở đây nè cũng khá đẹp ha cũng khá được nói chung hai con này nó cũng tương đương nhau À, nhưng mà đã biết sao không? Tại vì cái lượng cung của cái lượng khối lượng volume của SSI nó bị lớn á. thành đi lên em nghĩ nó sẽ hơi khó và cái áp lực của nó càng lên cao nó sẽ dễ bị chốt hơn. À, nhưng mà nói chung là nó cũng được. Ha. thành nên những anh chị nào có thì anh chị cứ giữ. Riêng dòng này ấy, thì em có cho rung ngoài mua con này thôi. Em đua giá trần cây này luôn. Đúng không? Đó. Đấy, nhưng mà rung trong thì em mua không kịp tại vì thời gian nó bị hết giờ mà nó còn có nó có 500.000 giá sàn ở giá trần không có mua kịp ha thì bây giờ lên ra đây gặp kháng cự để coi cái những phiên sau nó có điều chỉnh nó lắp lại cái phần gáp này hay không để chúng ta có thể mua tiếp hay không nha đấy còn những con kia thì hiện tại là em đánh giá là nó cũng hồi chung theo với lại con uh, HCM nhưng mà nếu về điểm mua thì em không có điểm mua rồi chứng khoán nè bán lẻ đồ ủng hộ lại hết ha nhưng mà này điều tiết thôi chứ xu thế thì em đánh giá chưa đâu cứ bình tĩnh chưa có xu thế đâu thép cũng trần 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 nhưng mà anh chị thấy những cái con trần liên tục như thế này thì về cơ bản căn bản nó hở gáp liên tục sáng cái nó mở trần sáng cái nó mở trần ai mà mua được đúng không những con như thế này thật sự là không có điểm mua an toàn ha mấy con này thật sự anh chị đua vào đua cho nó đu đại vô thì quả mây t ba vậy nó ăn mà nó không có cái form tích lũy thì thông thường những con như thế này thì em không có đánh mặc dù nó hồi rất tốt nhưng anh chị yên tâm kiểu gì lên trên này nó cũng sẽ tích lũy lại cho anh chị mua không vấn đề gì đâu anh chị ha quan trọng là nó phải có gì em có nói trong room đấy cái quan trọng hôm nay không phải là con nào tăng trước con nào tăng sau tại vì con nào nó cũng sẽ tăng trong cái phiên bùng nổ hay đà hết cái vấn đề là chúng ta không quan trọng quan trọng là cái khối lượng thanh khoản của thị trường nó phải có và cái độ xác nhận của phi bồn nó hay là nó phải đạt và đủ để nó mở ra rất nhiều những cơ hội phía sau chứ không phải là mình sẽ bắt con này trước bắt con kia trước bắt con nọ chứ không hẳn những con nào mạnh ấy, thì thật ra em đã quan sát từ lúc anh em lên kêu anh chị mình quan sát đúng không từ cái đáy bên này cho tới cái đáy bên này cho tới bên này nó vẫn có nhiều đứa con à. tại vì thị trường nó rất là ít con để chú ý thì những con đó hiện tại nó đang là dẫn dắt trước và đánh trước cho về này mình rồi là quá tuyệt vời rồi còn những con phía sau mình không thể nào mình mua hết một lần được thì những con này về sau hoàn toàn có thể mình mua sao được chứ không có vấn đề gì hết anh chị ha rồi đồng thép thì cứ chờ tích lũy lại chứ hiện tại thì nó 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 không có cái điểm mua an toàn cho mình nha sau đây anh chị có tiếng điện thoại tí xíu nha rồi xây thép cũng bất động sản cũng tăng rất liên tục nè đúng không nhưng mà sáng tự nhiên vô cái trần luôn nè bịch cung bịch cầu như thế này thì tôi bó tay nè thấy không những cái trạng thái gạch đường kẻ nhà anh chị biết á hả lãi thì có đó nhưng cái vấn đề quan trọng á tới lúc nó sàn lại tới lúc nó điều chỉnh cái gì đó mình không có bán được đúng không cái quan trọng là không mua được không bán được thì nó mới là cái rủi ro hiện hữu đúng không nhiều khi hả nó lên trên này nó hồi nè nhìn á, cái cái NIV, cái tài sản thật của anh chị ở trên tài khoản á, thì nó u nó hồi lại này kia bán được à đúng không à, mua không được chứ mua không được bán thì được mà thường đó nha bán ra một cái thì mai nó trần tiếp bán lên cái là mai nó trần tiếp một vài cây hay gì đấy bắt đầu là tạo ra cảm giác gì tiếc tiếc không bán tiếc không bán đã cứ vậy đó xong rồi nó cứ là cứ cứ canh mua thêm mua thêm mua không được rồi tới lúc hả lên trên đây là nó đi ngang một hồi cái nó gãy 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 rồi lại lỗ lại cái dòng sấy vô đây á, là nó cũng quanh đi vòng lại nó có con dòng mà đúng không nó có con dòng mà nó làm lui làm tới là 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 cũng uh, cũng hết à đúng không nó làm vòng là hồi cũng cũng đi à ha cho nên anh chị mình uh, lưu ý giúp em cái vấn đề này đó Thành ra những cái con như thế này á, thì nó sẽ hơi bị uh, rủi ro thật sự ha nếu có lãi được thì thôi canh bán đi canh hồi là tài sản mà canh chú ý cơ cấu đi chứ đừng có để nó uh, kéo lên rồi nó bịch xuống này kia cái vòng xoáy nó cứ lui tới lùi tới hoài không bao giờ thoát ra được rất là mệt nha bảo hiểm nè bùng nổi lên gặp kháng cự trước tích lũy lại thôi chứ thật ra nó cũng không có gì mới nha cản cũng có hồi lên nhưng mà cũng không ý nghĩa lắm ha à, mấy con này thì thật sự cái chen và xu thế của nó 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 không có gì mới cho nên phân tích đó nè nó kỹ sâu đúng không thứ nhất á những con này là, là, bây giờ làm sao nó mới đẹp lại ít nhất đó, nó phải tạo ra một cái form tích lũy ở trên này đó nó tạo ra một cái xu thế gọi là gì nâng đáy và cân bằng đáy lệ phía sau hoặc ít nhất nó phải có những cái mẫu gọi gì break kênh giảm đúng không nó phải break cái kênh giảm mà lên và tích lũy lại ở đây thì anh chị mua mới được chứ nếu mà nó cứ xà 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 ở dưới này thì cái khả năng mà anh chị mình mua nó sẽ hơi khó ha lưu ý cái vấn đề này giúp em nè ha khó lắm tích lũy lại thì được hên xui nó có một số những cái điểm đánh ngắn cho anh chị chẳng hạn đó cũng có đối với những số con nên dù như em sẽ hướng dẫn anh chị mình ở trong một cái những cái phiên sau nếu như những con nào đẹp thì em cho anh chị đánh ngắn nhưng mà những con này tuyệt đối đánh tỷ trọng thấp nha tại vì thanh khoản nó không có to đâu tại vì nó rớt xuống đây rồi thanh khoản nó bị bịt nhiều á nó không có nhiều thanh khoản anh chị mua vô cũng chả có ai bán cho anh chị nếu anh chị mua nhiều là anh chị sẽ chết những con này rất nhiều nếu thật sự muốn mê mà muốn đánh ấy, thì cho đánh tay cộng thôi còn nếu không dẹp luôn đánh mấy con to cho sướng nha Sao mà cái chỗ đông đông, đông rộng rộng muốn mua mua vô mấy con chen chút nhỏ nhỏ, nhỏ như này anh chị mua bán có được đâu đúng không cực vậy ha rồi nói chung là thị trường nó đang rất là tốt hiện tại đều cứ chờ thôi ha những gì mua những gì cần mình cũng đã mua rồi ok hết rồi Tại vì những phiên sau đó, trước mắt á, một vài phiên tới nó sẽ có chỉnh nha Không có cái gì lên hoài đó Nó lên nó hưng phấn một hồi nó sẽ có chỉnh Chỉnh xong bắt đầu nó mới tạo ra những cái xu thế cân bằng như trên Cái quan trọng là cái xu thế của thị trường nó được đảo chiều Và nó nâng những cái phần nền tích lũy ở phía trên Chứ nó không phải là nó cứ hạ định hạ đáy như thế này à, Thì đồng ý sẽ có những cái con cổ phiếu đi ngược Nhưng mà cái bối cảnh chung nó sẽ bị tiêu cực Nhưng nếu nó nâng lên, nâng lên, nâng lên ở giai đoạn phía sau Càng ngày nó càng nhiều lên À, thì nó mới đảo chiều được cái xu thế của thị trường anh chị ha đó là một cái điểm rất tốt thành ra em có chia sẻ nếu như có bùng nổ hay là xuất hiện thì nó sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho anh chị mình đó chứ đừng có sợ tiếc một là mình mua đúng những cái điểm vừa rồi em có nói trong room rất là nhiều anh chị nó tham gia cái room anh chị sẽ biết ha còn nếu không hoàn toàn có những cơ hội phía sau không vấn đề gì cả đừng vội nha anh chị cứ tham gia nào nếu có cái gì em sẽ hướng dẫn anh chị ở phía sau dạ rồi xin cảm anh chị rất là nhiều ha dành thời giờ hôm nay sẽ video game hôm nay video cũng ngắn thôi tại vì đa phần với con nào nó cũng tăng hết nhưng từ từ bắt đầu nó sẽ có phân hóa lại có phân hóa lại chúng ta đã nhớ tiếp chứ bây giờ nếu chúng ta nói con nào tăng thì con nào sẽ trả tăng con nào trả trần con nào trả tăng đúng không con nào trả mạnh chính xác là như thế đấy hôm nay khen một cổ phiếu vội chưa chắc nó sẽ chính xác nha, cái quan trọng anh chị phải nhìn là được trước là con nào xu thế trước này kia để ok còn nếu hôm nay tăng con nào cũng tăng cả nha từ từ nó mới phân hóa và nó tạo ra những cái xu thế tiếp theo Dạ rồi, xin cảm ơn anh chị rất là nhiều Dành dạ, thời gian tối nay xem video của em Ở dưới phần mô tả có những cái đường link Cũng như là những cái anh chị mình có thể tham khảo phía dưới Anh chị nào thích anh chị cứ bấm vào để liên hệ em Hoặc là cứ nhắn tin trực tiếp hay là gọi điện cho em vậy đó cũng được Anh chị ha, dạ rồi, xin cảm ơn anh chị Rất là nhiều để dành thời gian xem video tối nay Anh chị ha